Xin chào tất cả mọi người, hôm nay bác nông sản Long An xin được phép review một miếng đất lúa ha, tổng diện tích là một mẫu ha. Vị trí đất là 6 Phước Ti, Cần Đức, Long An ha. Đất mình là nằm trên mặt tiền đường này luôn ha quý vị. Đây là đất lúa của mình ha. Bán một công 1 tỷ tư ha. Đó, đất lúa của mình ha, là diện tích lớn ha quý vị. Tổng diện tích là một mẫu ha. 1 tỷ tư 1 ngàn ha. 1 tỷ tư bán 1 ngàn. Vị trí đất là xã Phước Ti, Cần Đức, Long An quý vị. Đất của mình là mặt tiền đường này luôn ha quý vị. Đó, đất của mình là nằm trên cái trục đường này luôn ha, đường xe tải ha quý vị. Đường thông ha quý vị. Kênh bất động sản Long An xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.